Hello, xin chào cả nhà. Mình cùng ăn trái cây nha cả nhà. Bà chị đi du lịch Hà Tiên mới về. Ở đây là trái cây bà đi du lịch ăn còn. Mình ăn cù lại nha mấy bạn. Mặc dù là cù nhưng mà rất là ngon nha mấy bạn. Mình cùng ăn nha. Đây là trái dâu hay trái bồng bon ta? Trái dâu. Dâu rồi, ăn chua lè giống trái mây bữa trước hay không ta? Bạn ơi, giờ mình ăn trái dâu trước nha. Đi du lịch gì là có đồ ăn. Mùa này mình được đi Hà Tiên tắm mát. Mưa xuống một trận cái dầm mưa luôn, cũng mát luôn. Ăn nha mấy bạn. Đây. Trái dâu. Không biết chua không để mình ăn thử nha. Ngọt. Bao ngọt luôn. Dâu. Dâu mùa này cũng ăn cũng được. Trái dâu nha mấy bạn. Đây. Nuốt hộp luôn. Ăn dâu nuốt hộp luôn nha các bạn. Nghe đồn mùa này vải mắc lắm, cho nên bà ăn còn được hai trái. Mình ăn nha mấy bạn. Hai trái vải thiều chứ. Mùa này vải mắc lắm. Rồi. Ăn vải luôn. Đúng hai trái luôn nha các bạn. Đúng hai trái. Từ từ ăn từ từ. Đây. Dễ ngon. Dễ thiều, ngon. Rất ngon, cho nên nó mắc lắm. Nhìn cái giỏ ta. 55.000. 55.000 một ký vải tại Lắp Vò Đồng Tháp nha các bạn. Không biết ở Lục Ngạn bao nhiêu tiền một ký. Ở quê mình là 55.000 nha các bạn. Rất là mắc luôn. Chôm chôm á thì dao động 20.000, 25.000, 30.000. Và chôm chôm này chôm chôm Thái chắc cỡ 30, 35.000. Chôm này chôm chôm Thái nha các bạn. Mình tới ăn tới trái chôm chôm. Chôm chôm Thái. Ngọt. Rất là ngọt luôn. Hai trái chôm chôm. Hai trái vải và rất nhiều trái dâu. Coi 4 trái nhãn. 5 6 6 trái nhãn các bạn ơi. Còn được 6 trái nhãn, 7 trái nhãn. 8 trái nhãn. Hai trái vải, hai trái chôm chôm, 8 trái nhãn. 9 trái nhãn. Ồ, số đẹp luôn, 9 trái nhãn. Ăn từ từ nha mấy bạn. Buổi tối mà ăn trái cây thế này không biết có sao không. Ăn mỗi trái, mỗi thứ một trái đến hai trái được rồi. Hai trái
Có một quả ớt nữa. Ăn quả ớt không là chắc xỉu quá. Hai quả ớt nữa. Trái cây này cũng gọi là trái cây, trái ớt. Mình cắn không được. Ăn hai trái chôm chôm, hai trái vải rồi giờ tới ăn nhãn nha. Nãy mới ăn một trái dâu, hồi ăn thêm một trái dâu nữa. 222 cho nó. Một trái nhãn. Thêm một trái nhãn nữa. Nhãn mùa này không biết nhiêu ký. Nhiêu ký chị? Nhãn 60 ngàn một ký. Mãi vô quá cao luôn. Vải thì 55 ngàn ký. Nhãn thì 60 ngàn ký. Ở quê mình lấp giò Đồng Tháp nha mấy bạn. Trái cây mùa này hút thật. Bây giờ mình ăn thêm một trái dâu nữa là đúng mọi thứ, mỗi một trái mình ăn hai, mỗi một thứ mình ăn hai trái. Ồ, trái này giỏi dày quá. Trái dâu này giỏi dày quá. Trái này chua. Chua quá, nước hộp luôn. Thôi mà các bạn ơi, mình đã ăn đạt chỉ tiêu mỗi một loại trái, mình ăn hai trái rồi. Mình kết thúc video ở đây nha. Có trái cây này là trái ớt, mình không ăn, mình cắn trực tiếp nó không được. Ăn với cơm thì ăn được. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Bye bye. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.